Xin chào mọi người, lại là Top 5 Quảng Ngãi đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn quán ốc ruột của nhà mình. Quán mở mấy chục năm rồi, từ hồi ba mình cua mẹ mình cơ. Giờ thì ba mẹ đều đã lên chức ông bà rồi, nhưng quán ốc thì vẫn còn đây. Đường đi thì bạn xem hướng dẫn chi tiết trong video nha. Quán ốc này ngày xưa đông dữ lắm, tuy cũng không quá khang trang nhưng mà rộng. Lúc nào cũng tấp nập khách, cho đến khi hết ốc mới thôi. Giờ thì chủ quán bảo là chỉ còn mình cô nên bán cho khách quen, không muốn mở rộng. Quán thì nhỏ xíu xiu, không có cả tên, nhưng mà ốc thì bán đi đều đều. Ở đây mọi người quen gọi là ốc hút cô Phương hoặc là ốc Trường Định. Điểm cộng to đùng là cô cho điệu vả, phải nói là đã cái nư. Không biết là nhà có tròn không nhưng mà rất là hào phóng. Ốc ở đây nấu mới mỗi ngày nên ruột to và giòn. Mắm gừng thì không có mặn đâu, chấm ốc thì rất là đậm đà. Tụi mình làm một èo cho đến 15 phút là xong hai tô này. Mà ốc ở đây làm kỹ, nguyên một tô thế này không hề bị lộn một con ốc cũ, ốc vỏ hay là ốc chưa chặt đuôi nào cả. Nói chung là ốc ngon, giá vừa phải, tổng thiệt hại hôm nay là 70 cành cho hai người. Mình hai người gốc Sơn Tịnh cũ chắc hẳn đều đã thử qua hương vị này. Bạn thì sao? Còn đây là người bạn hơn chục năm không dám ăn ốc của mình đang bắt tôi nha mọi người. Nếu bạn thích ốc hay là có món ăn dân dã, bạn không quá để ý đến không gian hoặc là chỗ ngồi thì hãy ghé quán ốc lâu đời này một lần nhé. Và cũng đừng quên follow Top 5 Quảng Ngãi để khám phá những thông tin thú vị khác nhé. Bye!